Ngoài vị trí đắc địa, cơ sở vật chất đẳng cấp và tiện nghi, một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết cũng là một yếu tố không thể thiếu cho một không gian sống lý tưởng, bởi cộng đồng này sẽ giúp gìn giữ các giá trị gia đình cũng như tạo lập một nền tảng vững chắc cho xã hội phát triển. Đây không chỉ là nhận định của các chuyên gia nghiên cứu về bất động sản mà còn là cảm nhận chia sẻ của các cư dân, và ghi nhận của phóng viên chúng tôi sẽ làm rõ hơn về nhận định này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo anh Nguyễn Nghiêm Trung, cư dân tương lai của khu đô thị Vinhome Central Park do tập đoàn Vingroup đầu tư, hoạt động cộng đồng không chỉ giúp gia đình anh giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng, mà đây còn là dịp để họ làm quen với hàng xóm tương lai của mình. Ngoài ra, tại đây ban xây dựng và phát triển cộng đồng cũng như các câu lạc bộ văn thể Mỹ cho chủ nhân tương lai của Vinhome Central Park cũng được ra mắt ngay cả khi cư dân chưa dọn về ở. Hàng tháng, các cư dân và gia đình đều tham gia các hoạt động cộng đồng do chủ đầu tư tổ chức. Cứ mỗi sự kiện lại có một chủ đề khác nhau và hình thức tổ chức rất đa dạng. Gần đây nhất là chuyến trải nghiệm giá trị sống cùng Vinhome kéo dài 4 ngày 3 đêm. Chuyến đi này xuyên suốt từ Nam ra Bắc, đưa cư dân tương lai trải nghiệm những khu đô thị mang thương hiệu Vingroup, từ những khu đô thị của Vinhome tại Hà Nội như Royal City, Time City, Vinhome Riverside, cho đến trải nghiệm tuyệt vời tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Winter Resort Nha Trang trên đảo Hòn Tre thơ mộng. Chính những ưu đãi dịch vụ và khung cảnh thiên nhiên trong lành nên thơ này đã khiến anh chị và nhiều người lưỡng lự. Với cái tour trải nghiệm mà dài ngày như vậy thì nó đưa chúng tôi hết từ cái ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay từ ban đầu khi bước lên máy bay đi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì đã được phi hành đoàn thông báo đây là một chuyên cơ dành riêng cho những cư dân tương lai của Vinhome. Đó là một niềm cái tự hào. Chỉ có những tập đoàn đẳng cấp và có tầm và có tâm giống như là Vingroup mới có thể làm được những chuyện đó. 6 tháng, 21 chuyến đi, gần 3.000 khách hàng là những con số ấn tượng khép lại chuỗi hành trình trải nghiệm giá trị sống cùng Vinhome. Chuỗi hành trình này cũng là một cơ hội gắn kết khách hàng để xây dựng nên cộng đồng Vinhome văn minh thân thiện. Bên cạnh chuyến hành trình trải nghiệm giá trị sống cùng Vinhome, các cư dân và gia đình còn được mời tham gia chuỗi những đêm tiệc gắn kết cộng đồng dành riêng cho cư dân các tòa, hay tham dự ngày hội vui trăng cùng Vinhome, nơi các em thiếu nhi có không gian thỏa sức sáng tạo cùng các trò chơi dân gian cổ truyền, chụp hình lưu niệm để lưu giữ những khoảnh khắc đáng quý bên gia đình trên con đường đèn lồng khổng lồ. Tôi rất là vui khi được tham gia cái chương trình gắn kết cộng đồng của Vingroup. Tôi được tham gia một buổi tiệc trong một khung cảnh rất là ấm cúng và trang trọng. Trong cái buổi tiệc này tôi có dịp gặp gỡ và làm quen với lại những hàng xóm tương lai. Và cái đêm tiệc cũng nói lên được cái sự chăm sóc tận tình của chủ đầu tư đối với khách hàng. Và tôi rất vui và hài lòng khi mua nhà của Vinhome. Và tôi cũng mong được chuyển về sớm để sinh sống ở đây. Với những tiện ích đẳng cấp cộng thêm sự chăm sóc cư dân tận tình của chủ đầu tư, Vinhome Central Park thực sự là chốn mong về cho mỗi cư dân sau những giờ làm việc căng thẳng.